Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn sáng nay. Thưa quý vị, tương tự như thị trường chứng khoán của Mỹ, tại châu Á các chỉ số chính hầu như cũng phủ sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 26 tháng 10. Dẫn đầu đà giảm trong phiên giao dịch tại thị trường châu Á là chỉ số AS200 của Úc với mức giảm hơn 1,53%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,14%, Shanghai của Trung Quốc giảm nhẹ 0,46%, duy chỉ có Nikkei của Nhật Bản tăng nhẹ 0,15%. Cổ phiếu của tập đoàn Adam Leisure, đơn vị sở hữu hệ thống công viên giải trí Rimworld, đã mất gần 15% trong phiên giao dịch sau vụ tai nạn đáng tiếc khiến 4 người tử vong. Nhóm ngành tài chính cũng giảm hơn 1,32% với sự sụt giảm của 4 cổ phiếu trụ cột lớn là Ngân hàng Trung ương Úc, ANZ, Westpac và Commonwealth Bank. Bên cạnh nhóm tài chính, ngân hàng, nhóm năng lượng cũng giảm hơn 2,47% cùng với sự sụt giảm của giá dầu thô trên toàn cầu. Số liệu thống kê từ Mỹ cho thấy, tính đến ngày 21 tháng 10, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 4,8 triệu thùng, cao hơn so với con số 1,7 triệu thùng theo dự báo trước đó. Khép phiên, cổ phiếu của các công ty năng lượng lớn như Santos, Oilsands, Woodside Petroleum hay Beach Energy đều giảm từ 1,87% cho đến hơn 6%. Tại Úc, số liệu từ Cục Thống kê nước này cho thấy chỉ số giá tiêu dùng trong quý 3/2016 đã tăng 0,7% so với quý trước đó. Các nhà phân tích cho biết sự gia tăng này có thể làm giảm khả năng Ngân hàng Trung ương Úc cắt giảm lãi suất trong phiên họp sắp tới. Còn tại thị trường Hàn Quốc, giá cổ phiếu của tập đoàn LG đã giảm 0,17% sau báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 giảm sút. Thời kỳ bùng nổ Internet đã qua mấy mươi năm, nhưng hiện chỉ có 5% dân số Cuba được tiếp cận Internet. Chính phủ nước này công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới Internet đến các hộ gia đình triển khai vào cuối năm nay. Cuba là một trong những quốc gia có mức độ phổ cập Internet thấp nhất thế giới. Trong khi chính phủ lý giải nguyên nhân là do thiếu đầu tư cơ sở hạ tầng, thì một số ý kiến khác lại cho rằng thực chất là do lo ngại mất kiểm soát an ninh truyền thông. Hiện tại chỉ có 5% người dân Cuba có Internet tại nhà, nhưng phải có giấy phép do chính phủ cấp. Họ chủ yếu là giới trí thức cần Internet để làm việc và nghiên cứu. Dân số 11,2 triệu dân còn lại của Cuba phụ thuộc vào 200 điểm phát Wi-Fi công cộng do chính phủ chỉ định, nhưng cước phí lại rất cao. Tôi phải ra khách sạn hoặc một nơi công cộng nào đó để có Internet, mà nó cũng rất đắt. Còn Wi-Fi công cộng thì phải dùng chung với rất nhiều người, thực sự không thoải mái. Hôm 25 tháng 10, hãng thông tấn Cuba đưa tin, chính phủ Cuba đang lên kế hoạch phát triển mạng lưới Internet hộ gia đình vào cuối năm nay. Trước mắt chỉ thực hiện trên 2.000 hộ dân. Hãng thông tấn ACN cũng cho biết, hiện tại cơ sở hạ tầng đã được đầu tư bởi hãng Huawei của Trung Quốc, dù cước phí chưa được công bố. Chính phủ Cuba cũng dự định phát triển mạng di động vào năm 2017. Thưa quý vị, thành phố Rio de Janeiro sắp sửa khánh thành thủy cung rộng 22.000 m² với 8.000 động vật biển thuộc 350 loài. Đây là thủy cung lớn nhất Nam Mỹ. Thủy cung Aquario rộng 22.000 m² được xây dựng tại một khu nhà xưởng cao 6 tầng ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Thủy cung này có sức chứa 3,3 triệu lít nước với độ sâu là 7 mét. Khách tham quan không chỉ được ngắm nhìn 8.000 động vật biển thuộc 350 loài mà còn có thể tham gia lặn cùng sinh vật biển, đặc biệt là các loài cá mập. Chúng tôi đi dưới đường hầm và có cảm giác như mình đang lặn cùng với những con cá dưới biển. Cảm giác này rất tuyệt, tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn. Mục đích hoạt động của thủy cung không chỉ là để thu hút du khách mà còn là để bảo tồn nhiều loại động vật đang hứng chịu ô nhiễm nặng nề ở vịnh Guanabara. Tôi nghĩ thành phố Rio cần một thủy cung như thế này. Chúng tôi có cơ hội để đầu tư cho công tác nghiên cứu sinh vật biển trong vùng. Tổng kinh phí xây dựng Aquario lên đến 90 triệu rial Brazil, tương đương với 29 triệu đô la Mỹ. Aquario chính thức được mở cửa vào ngày 9 tháng 11. Tòa án Liên bang Mỹ ở San Francisco vừa tuyên bố chấp thuận mức phạt 14,7 tỷ đô la Mỹ của hãng sản xuất ô tô Volkswagen để dàn xếp vụ bê bối gian lận khí thải bị phanh phui hồi tháng 9 năm ngoái. Thẩm phán Charles Breyer của Tòa án Liên bang San Francisco tuyên bố mức phạt 14,7 tỷ đô la Mỹ vào hôm 25 tháng 10. Đây là mức phạt kỷ lục mà Volkswagen từng phải nộp cho giới chức các nước. Con số này bao gồm 10 tỷ đô la đền bù thiệt hại cho chủ xe của 475.000 chiếc xe có gắn thiết bị gian lận khí thải. 4,7 tỷ đô la còn lại là nộp phạt cho giới chức Mỹ vì vi phạm quy định về khí thải. Đại diện Volkswagen cho biết sẽ bắt đầu mua lại hoặc sửa chữa xe và đền bù cho các chủ xe từ giữa tháng 11 tới. Cho đến nay, thì Volkswagen đã phải chi 16,5 tỷ đô la cho nộp phạt và các chi phí pháp lý khác. Nhưng phí tổn sẽ còn tăng lên hàng tỷ đô la Mỹ nữa với các vụ kiện ở 16 bang khác của Mỹ liên quan đến 85.000 xe dung tích 3 lít trở lên có liên quan đến vụ bê bối khí thải lần này.
Thưa quý vị, hôm 25 tháng 10, người dân Anh đã biểu tình phản đối kế hoạch mở đường băng thứ ba tại sân bay Heathrow vì cho rằng việc làm này không cần thiết và chỉ gia tăng vấn đề ô nhiễm môi trường mà thôi. Kế hoạch mở rộng sân bay được xem là quyết định lịch sử của nước Anh sau 25 năm trì hoãn. Rất đông người dân Anh tập trung biểu tình phản đối quyết định mở đường băng mới trị giá 22 tỷ đô la Mỹ tại sân bay Heathrow, sân bay nhộn nhịp nhất nước Anh và châu Âu. Đây được xem là quyết định lịch sử của nước Anh sau 25 năm không thể thực thi do các cuộc biểu tình về môi trường và chính trị. Xây dựng đường băng thứ ba tại Heathrow là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của chúng ta và cả nước Anh. Nó không chỉ trở thành cầu nối liên kết với các địa phận của Vương quốc Anh, mà còn trở thành cầu nối thương mại tốt nhất của thế giới. Chúng tôi tin đây là quyết định đúng đắn cho nước Anh. Những người biểu tình nằm nối đuôi nhau thành hình một đường băng, họ mặc đồng phục nhân viên kiểm soát mặt đất của sân bay, nhảy và hát để thể hiện sự không đồng tình. Người biểu tình cho biết quyết định này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với người dân sống gần sân bay. Trong khi đó, nghị sĩ Anh thuộc Đảng Xanh, bà Caroline Lucas cho rằng việc này sẽ đi ngược lại những cam kết chống biến đổi khí hậu mà nước Anh đã ký kết. Chính phủ không hề thực hiện các cam kết quốc gia hoặc quốc tế về việc chống biến đổi khí hậu. Đây là một lựa chọn sai lầm. Quyết định này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ hành tinh, chưa kể sẽ ảnh hưởng đến những người dân đang sinh sống gần khu vực sân bay, có thể bị mất nhà cửa và những người sẽ chịu tác động của tiếng ồn và ô nhiễm không khí. Với tổng kinh phí đầu tư dự kiến là 18 tỷ bảng, kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhất nhì ở châu Âu này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về pháp lý và trải qua cuộc bỏ phiếu cuối cùng của các nhà lập pháp trong thời gian một năm. Như vậy ít nhất phải đến năm 2025, đường băng mới có thể đi vào hoạt động. Nếu duy trì số lượng 2 đường băng hiện tại thì chỉ đến năm 2020, sân bay Heathrow sẽ mất vị trí sân bay trung tâm lớn nhất châu Âu về tay sân bay Charles de Gaulle của Pháp. Hiện sân bay Heathrow cung cấp 480.000 chuyến bay một năm, trong khi các sân bay đối thủ ở châu Âu có thể cung cấp 600.000 chuyến bay một năm nhờ thế mạnh nhiều đường băng hơn.